người đội số 9. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã về vị trí thứ 3. Và 3.700 điểm cách nhau có 150 điểm mà thôi, nhưng đủ để phân định thắng thua. Chỉ một xích sao số điểm thì chúng ta đã có thể thất bại. Xin được chúc mừng đội số 4. Đội số 4, các bạn có tuyệt vời, đội trưởng đâu ạ? Xin mời anh. Anh là một người mà chúng tôi ấn tượng ngay từ đầu. Anh rất là năng nổ. Anh lúc nào cũng là đầu tàu của đội của mình. Anh lúc nào tạo cái tinh thần cho đội của mình. Dù khó khăn nhất, anh cũng hết sức tuyệt vời. Các đặc viên số 4, các bạn tặng cho đội nữ mình một tràng pháo tay nha. Nếu các bạn về gì, các bạn có buồn không? Số 4. Xin được trân trọng kính mời chị Hà, xin được mời nhà lên.